cảm ơn tất cả quý vị đang trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Và cũng như thường ngày thì chúng tôi sẽ cung cấp cho tất cả quý vị những thông tin hay hấp dẫn đến tất cả quý vị để quý vị theo dõi, để giải trí hàng ngày. Nếu như ai chưa bấm đăng ký thì hãy bấm vào đăng ký và nhấn vào cái chuông bên phải để nhận tin nhắn. Nếu quý vị yêu thích kênh của chúng tôi thì quý vị nhớ hãy cho một like và nhớ chia sẻ cho những người cùng xem, ủng hộ kênh của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Và bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng theo dõi tin tức showbiz. Bà Tân Vlog ẵm 100 triệu tiền thưởng thách thức danh hài gây tranh cãi gay gắt. Nhiều khán giả cho rằng sự xuất hiện của bà Tân Vlog của chương trình Thách thức danh hài là sắp đặt và nhằm chiêu trò PR. Trong đoạn mới nhất được nhà sản xuất Thách thức danh hài 16 tung ra với chủ đề Bà Tân Vlog đại não và ẵm lương 100 triệu từ Trường Giang và Trấn Thành đã thu hút sự quan tâm của khán giả. Xuất hiện trong đoạn này là hai mẹ con bà Tân Vlog với những màn tấu hài khiến Trường Giang Trấn Thành cười nghiêng ngả. Một trong tình huống khi cậu con trai giả làm sói và tấn công bà Tân. Người phụ nữ này sau khi van xin liền nắm tóc và nói, đấy các cháu à, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip. Chỉ câu nói này đủ khiến cả hai danh hài bật cười khoái chí. Ở trích đoạn khác, bà Tân Vlog và con trai giả định sự tích, ăn khế trả vàng khi con chim thần nói ăn một quả khế trả một cục vàng, may túi ba gan mang đi mà đừng. Bà Tân Vlog liềm đáp, bà làm YouTube, bà thiếu gì tiền mà lấy vàng của mày. Trấn Thành tỏ ra cực kỳ thích thú trước màn đối đáp của hai mẹ con bà Tân Vlog. Đáng chú ý là khoảnh khắc MC Ngô Kiến Huy hô vang giải thưởng 100 triệu đồng chúc mừng hai mẹ con khiến nhiều khán giả dự đoán chiến thắng thuộc về bà Tân Vlog. Dù chương trình chưa chính thức phát sóng nhưng kết quả này đã gây ra nhiều tranh cãi. Một số khán giả mong chờ sự xuất hiện của hiện tượng mạng đã làm mưa làm gió thời gian qua. Tuy nhiều người cho rằng đây là chiêu trò PA và sắp đặt có chủ đích. Bà Tân nhảm vậy mà cũng cười. Qua câu chuyện trên, chúng ta thấy rõ không phải là cuộc thi mà chỉ PA cho nhau trong sự sắp đặt. Cách diện, cách nói, khẩu hình, động tác, ánh mắt, tất cả đều nói lên là có kịch bản, là một số ý kiến tranh cãi của khán giả.